Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh youtube audio kiếm hiệp và kênh youtube chuyện là ngọng thân mến Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 30 của bộ truyện tiên hiệp dài tập Độc bộ thiên hạ tác giả Thạch Trư qua giọng đọc thể hiện Khánh Duy Trước khi nghe chuyện các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện Các bạn cũng có thể donate ủng hộ động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả Mọi sự ủng hộ quan tâm của quý vị Khánh Duy xin chân thành cảm ơn và bây giờ mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục lắng nghe tập 30 Độc Bộ Thiên Hạ ngay sau đây. Tiếp theo phần trước, lại nói lúc bấy giờ 10 ngày sau trôi qua, Diệp Phúc rút cuộc cũng bước vào dung nguyên nhị phẩm. Khí thế của hắn một khi triển khai, đại nhật như luân, giống như vầng dương quang nóng bỏng khổng lồ, phương viên mấy trượng, nguyên khí bành trướng tràn ngập, giữ dằn dị thường. Bình thường vũ sĩ dung nguyên kỳ, nguyên khí đại nhật như luân, nhiều nhất cao đến một người, miễn cưỡng đem thân thể của mình bao lại, mà nguyên khí của hắn vô cùng thâm hậu, lúc này mới có thể có dị tượng khủng bố đến như thế. Trong lúc tu luyện, hắn đem hai con kim tả bốn cánh thu vào trong thiên cổ bà chàng ôn dưỡng Bích huyết kim liên lại thành thục thêm hai mẫu Bị dập húc huy động bảo tràng Tế lên kim tàm ăn sạch bách Cũng may hùng bi thu hạt sen Có thể tiếp tục đào tạo liên tục không ngừng Hai mẫu đất ước chừng Phải đến ngàn cây bích huyết kim liên Toàn bộ đều bị hai đầu kim tàm ăn hết Nhưng hai đầu kim tàm này Còn chưa có lớn lên thành thục Thành lục sĩ kim tàm Chỉ là màu kim trên thân thể càng thêm đồng đậm Giống như được chế tạo bằng chân kim nguyên chất vậy Tản mát ra lệ khí So với trước càng tăng thêm kinh khủng hai đầu kim tằm này sau khi ăn xong thì giao phối lai giống phòng trừng không bao lâu nữa hẳn là sẽ có một ổ tằm cưng xuất thế đến lúc đó nhu cầu đối với lượng bích huyết kim liên sẽ càng ngày càng lớn nuôi nấng kim tằm tiêu hao thật lớn đến cả ngũ độc giáo chủ cũng chịu không nổi bất quá diệp phúc lại hồn nhiên không lo lắng những điều này để cho hùng bi toàn lực đào tạo kim liên về phần các chủng loại dược liệu khác ở chỗ hùng bi trồng diệp phúc một cây không lấy có thể toàn bộ giao cho hùng bi chỉ cầu hắc khủng này có thể trong thời gian ngắn đào tạo ra trăm mẫu huyết khuyết kim liên đến nay thì không gian bên trong ngọc lâu của hắn đã càng thêm rộng lớn hơn so với trước ước chừng ngàn mẫu lớn nhỏ ngoại trừ ngọc Hoa giao trì địa phương khác toàn bộ có thể khai khẩn thành linh điền trồng dược liệu tọa ngọc lâu không ngừng hấp thu linh khí Diệp phúc phòng trừng nó sẽ phát triển thành tam tầng long độ phạm biến tạch ngọc lâu Hùng bi tâm hoa nổ phóng, Diệp Húc từ trong vô hồn giới trở về, mang đến trăm loại dược liệu quý hiếm so với chỗ dược liệu hắn trồng trước đây lại càng thêm hi hữu. Những dược liệu này toàn bộ đều thuộc về hắn. Tương lai hùng đại lão gia tuyệt đối có thể mặn cá xoay người, trở thành vân môn sơn bá chủ. Đầu hắc hùng này lại không có nghĩ qua, chính mình trầm trồng trăm mẫu bích huyết kim liên làm gì còn thời gian đi quản lý các dược liệu khác đây. Diệp Phúc trong nội tâm cũng có chút cắn rứt nho nhỏ, hắn thầm nghĩ. Cũng may, cái con gấu này cũng sắp tu luyện đến hạo nguyệt kỳ, thân thể lại vô cùng cường tráng, Quản lý trăm mẫu linh điền hẳn là còn chưa mệt chết hắn ta. Lúc này trời đã gần đến mùa đông giá rét, trên bầu trời bồng bềnh đông đưa rơi xuống từng bông tuyết, ngăn dặm ngân trang tố khỏa tuyết trắng một mảnh. Đột nhiên một con chim xanh cự đại xuất hiện bay về phương đông, trong giây lát liền tới vân môn sơn, miệng nói tiếng người kêu lớn. Phía dưới chính là diệp đà chủ hay sao? Diệp phúc trong nội tâm vừa động, hắn lên tiếng nói: đúng là diệp mẫu đây, con chim xanh hai cánh thu liễm hóa thành một thanh y thiếu nữ thanh tú băng tuyết động lòng người đi thẳng đến trước mặt của hắn cung kính lên tiếng diệp đại chủ tiểu thanh vâng mệnh vạn pháp yêu vương đến thỉnh diệp đại chủ đi la phù đảo gặp mặt một lần dứt lời tay của nàng lấy ra tấm thiệp mời màu kim diệp phúc tiếp nhận mở ra nhìn lại chỉ thấy thiệp mời thép vàng có khắc một con khủng tước khai mạc uy phong lẫm lẫm bên trong ghi lại một số lời lẽ khách sáo đơn giản là mời tới dự họp đại hội ở la phù đảo sắp tới mời dịp tại đà chủ nhất định phải quang lâm Diệp phúc nhận lấy thiệp mời hắn cười nói ồ oh, làm phiền sư tỷ không bằng đến hẳn sáng nghỉ ngơi một lát uống chén trà thơm cô gái kia mỉm cười nói sư tỷ gì gì đó thì không dám người ta còn phải đi mời bách khoa cung cùng lương vương phú không thể chỉ hoãn được xin có từ đây nàng lập tức lại hóa thành chim xanh dương cánh rời đi Diệp phúc đem thiệp mời lật qua lật lại nhìn mấy lần hắn đã từng nghe nói qua vạn pháp yêu vương tổ chức đại hội la phù đảo cái đại hội này mở rộng khắp các đại môn phái cổ lão thế gia bởi vậy hàng năm la phù đảo đại hội đều là một đại thịnh sự vãng lai la phù đảo đều là người có uy tín danh dự như thanh châu bắt đại thế gia căn bản sẽ không được mời lúc này cách đại hội la phù đảo còn có một khoảng thời gian 3 ngày diệp phúc lúc này triệu tập đệ tử vân môn sơn để cho bọn hắn chấn thủ tử trúc phong lần đại hội la phù đảo này hắn quyết định một mình đi phó hội chứng kiến chỗ hắn bố trí tinh đấu vi trần trận pháp còn đang không ngừng hấp thu chu thiên tinh lực diệp phúc tinh tế suy tư một lát hắn vất tay đem những tinh châu này thu hồi đưa vào trong ngọc lâu ngọc lâu đối với hắn cực kỳ trọng yếu bởi vậy toàn ngọc lâu này hắn nhất định là phải mang theo bên người ngọc lâu của hắn sắp trở thành long độ phạm biến bạch ngọc lâu bất quá linh khí cần đến cũng là cực kỳ kinh người không kém nhất thời nửa khắc lúc này về phần đầu đại yêu hùng bi này cũng bị hắn thu vào trong ngọc lâu hiện đấy vì sao ngươi không luyện chế một bức trận đồ đem những tinh châu này thu hồi lại đỡ phải mỗi lần ngươi đều phải mang bài trận lại giao đạo nhân đột nhiên đi sang bên cạnh hắn lên tiếng hỏi diệp phúc trong nội tâm vừa động hắn nói sao trận đồ ư? đại ca cái gì là trận đồ vậy trận đồ chính là vật bài trận đem trận pháp bao quát ở trong trận đồ giao đạo nhân triển khai tay phải của mình hắn cười nói hiền đệ hãy xem lòng bàn tay phải của vi huynh đây giây lát nữa sẽ có một trận đồ hé ra tên là ngũ hành diệt tuyệt tại trận đồ chính là vu bảo do chủ nhân của vũ hồn giới luyện chế bị tan luyện hóa lại dung nhập vào trong lòng bàn tay diệp húc nhìn thật kỹ chỉ thấy bàn tay của hắn thoáng xanh lại không có cái gì gọi là ngũ hành diệt tuyệt tại trận đồ cả trong nội tâm còn đang kinh ngạc đột nhiên chỉ thấy lòng bàn tay của giao đạo nhân vỡ ra một vết nứt tinh tế giống như mi mắt mở ra lộ ra một con mắt đủ loại màu sắc trong lòng của hắn cả kinh cẩn thận dò xét lại phát hiện cái này căn bản không phải là một con mắt mà là một tạo trận pháp khủng bố đến cực điểm bị hắn dung nhập vào trong lòng bàn tay không cẩn thận quan sát thật đúng là cực giống như một con mắt trong lòng bàn tay vậy bức trận đồ này trong đó có ngũ hành chiêu lực lưu chuyển tản mắt ra một cỗ khí tức khủng bố giao đạo nhân tâm niệm vừa động con mắt này đột nhiên từ trong lòng bàn tay của hắn hiện ra chậm rãi giãn ra biến hóa là một bức trận đồ bao phủ vài dặm phức tạp vô cùng huyền ảo vô cùng hắn nói đây là trận đồ mấy viên tinh châu này của ngươi cũng có thể luyện vào trong trận đồ được tương lai ngươi có đại thành tiểu... khai tông lập phái trận đồ ngươi luyện chế liền là gốc rễ lập giáo của ngươi sao khai tông lập phái ư diệp húc lắc đầu cười nói đại ca khai tông lập phái nói dễ như vậy sao ta hiện tại chỉ là tiểu vô sĩ tăng nguyên cảnh đến chân nguyên cũng chưa có luyện thành nói mấy chuyện này còn quá sớm hơn nữa ngũ độc giáo đối với ta cũng rất không tồi gia đạo nhân khẽ lắc đầu hắn nói công pháp mà ngươi tu luyện cùng ngũ độc giáo hoàn toàn bất đồng so với tâm pháp ngũ độc giáo thì tốt hơn không biết là bao nhiêu lần kìa tương lai thoát ly ngũ độc giáo khai tông lập phái là chuyện sớm hay muộn mà thôi diệp phúc nhìn không được mà bật cười lên hắn bây giờ mới chỉ là tiểu vũ sĩ tam nguyên cảnh giao đạo nhân liền cùng hắn nói đến chuyện khai tông lập phái không khác gì đầm rồng hang hổ bất quá giao đạo nhân cũng không có nói sai trận đồ chính thật là đồ tốt từ nay về sau hắn thành tẩu giang hồ chỉ cần mang theo một bức tinh đấu vi trần trận đồ nên có thể tùy thời tùy chỗ tu luyện không cần bài trận lần nữa giao đạo nhân chỉ có hé ra ngũ hành diệt tuyệt tại trận đồ không có trận đồ chống khác có thể đưa cho diệp phúc sử dụng đành phải đem tài liệu cùng phương pháp luyện chế trận đồ tinh tế nó lại một lần hắn nói hiền đệ nhiều có thời gian nhớ phải tìm kiếm tài liệu luyện chế trận đồ ta thấy tâm pháp cùng trận đồ mà ngươi tu luyện rõ ràng là một kiện vu báo uy lực vô cùng nếu là có thể luyện chế một bức trận đồ đem trận pháp dung nhập trong đó uy lực to lớn tất thế tất không cách nào tưởng tượng được đâu tuyệt đối không ở dưới bức ngũ hành diệt tuyệt đại trận đầu của ta đâu Diệp phúc ngẩn ngơ hắn đột nhiên có một loại cảm giác giác ngộ các loại nghi hoặc bỗng nhiên được giải thích hắn từ trong ngọc lâu lấy được tiểu chu thiên tinh đấu vi trần cấm pháp trong đó chỉ có chu thiên tinh đấu luyện khí thuật cùng tinh đấu vi trần trận pháp không có pháp môn luyện chế vô binh vô bảo cùng với vô pháp hắn vốn cho rằng đây là một pháp môn khuyết thiếu hôm nay trải qua nhắc nhở của giao đạo nhân hắn mới phát giác môn cấm pháp này có thể là có chỗ không trọn vẹn nhưng pháp môn luyện chế vô bảo lại quả thực tồn tại chỉ là chính mình cũng không có phát hiện mà thôi giao đạo nhân chỉ điểm làm cho hắn rộng mở trong sáng vô luận như thế nào ta đều phải luyện chế một kiện vô bảo thuộc về mình chỉ cần luyện chế tinh đấu vi trần trận đồ ta liền tương đương với tùy thân mang theo một tòa động phủ rồi có thể liên tục không ngừng cung cấp chu tiên tinh lực cho ta để cho ta không gián đoạn tu luyện Diệp Phúc tinh thần chấn động, vô Chỉ khác không có khả năng cả ngày 12 canh giờ không gián đoạn tu luyện, có khi có ngoại lực quấy rầy, có khi cần xuất môn tìm kiếm tài liệu, có khi lại sẽ bị cửu nhân đến tìm thăm hỏi. Bọn họ cũng không thể khiêng một tòa động phủ xuất môn, nhưng là chỉ cần Diệp Phúc có thể luyện chế ra tinh đấu vi trần trận đồ, liền có thể thời thời khắc khắc tu luyện chư thiên tinh đấu luyện kỹ thuật cùng cửu chuyển nguyên công, làm cho tu vi của hắn cùng nguyên công tiến cảnh ổn định, hướng lên phía trên sẽ không bị sự tình khác quấy nhiễu Luyện chế trận đồ cần có rất nhiều tài liệu bởi vì cần đánh vào những điểm bất đồng của trận pháp. Kết cấu trận đồ cũng hoàn toàn bất đồng, cho nên Diệp Phúc chỉ có thể chính mình tự động thử luyện chế. Hắn đem căn sải dao ra cho dao đạo nhân, căn sải dao có được dao long huyết mạch cùng dao đạo nhân có chút hợp ý, an bài xong hết thảy, hắn lập tức khởi hành hướng Đông Hải mà đi. Nghe nói là phủ đạo đại hội có sản xuất các loại kỳ chân dị báo, nói không chừng tại đó có thể tìm được tài liệu cần thiết để luyện chế trận đồ đấy. Diệp Phúc chân đạp tứ dực kim tàm, tay trụ ngàn cổ bảo tràng, thản nhiên mà đi. Tứ dực kim tàm bị hắn tế lên, hình thể to như ngựa, tốc độ phi hành cực nhanh. Chưa tới thời gian một phút đồng hồ, hắn đã đến địa giới của Thanh Châu. Vạn pháp yêu vương mời hiển nhiên, không chỉ là vô sĩ Thanh Châu, Diệp Phúc vừa mới bay vào Thanh Châu địa giới, liền thấy có sáu bảy đoàn người ngựa từ phương tây gào thét mà đến. Những vô sĩ này có người đi khung thuyền, có người cưỡi yêu cầm, cũng có người tài đại khí thô, dùng yêu thú làm ngựa, bảo lễ làm xe, từ không trung ầm ầm chạy qua. La phù đảo đại hội là việc trọng đại nhất của vũ sĩ vùng phụ cận Đông Hải, trong đó không thiếu cường giả hạng nguyệt kỳ, thậm chí hỗn nguyên kỳ, đan đỉnh kỳ cao thủ cũng không hiếm thấy. Bùm! Đột nhiên một tòa cổ đỉnh vô thanh vô tức đánh úp lại, thẳng đến sau lưng Diệp Húc, rồi mới đột nhiên bộc phát ra vô cùng vô tận năng lượng. Cổ đỉnh biến thành ba trượng lớn nhỏ, hung hăng đâm vào chân lưng của hắn. Một tiếng ầm vang, Diệp Phúc bị tòa cổ đỉnh bị đâm cho thân bất do kỷ, rơi dụng trên mặt đất đem mặt đất đào ra một cái hố to sâu đạt 67 mét khẩu đỉnh này vô cùng trầm trọng khiến hắn bị đâm cho tứ chi bách hải đau đớn muốn nứt ra diệp húc trong nội tâm vừa sợ vừa giận xoay người đứng lên đang muốn tìm kiếm kiểu nhân nhìn xem là ai hạ độc thủ với mình đột nhiên chỉ thấy cổ đỉnh này móc ngược xuống dưới đi vào đỉnh đầu của hắn trong đỉnh mấy vạn đạo kiếm khí bắn ra dậm dạp chằng chịt bao phủ phương viên phạm vi trăm trượng đưa hắn vây ở trong đấy vô số đạo kiếm quang trong nháy mắt chém lên trên người của hắn thất sát tinh lực tràn ngập phát ra luật động khủng bố đưa hắn bao phủ. Ồ, oh, đây chính là ngũ độc giáo, vân môn sơn đà chú mà cái tên hạ gia tiểu tử kia không đối phó được phải không? Một vũ sĩ tuổi trẻ mặc tinh bào màu lam nhạt hiện ra ở phía trên cổ đỉnh, thân thủ cực nhanh, đem cổ đỉnh gọi trở về, nắm ở trong tay, cười lạnh mà nói. Cũng không có gì đặc biệt cả, thực lực thấp kém như thế còn không phải bị ta một kích chua sát hay sao? Hm, xem ra Trung Châu Hạ Gia cũng không có gì đặc biệt cả hơn 10 đệ tử mặc tinh bào thất sát cung đều bay tới. Nhìn về phía chỗ Diệp Húc rơi rụng xuống, chỉ thấy phiến môn sơn lâm đã bị thất sát tinh tàn phá đến thành bộ dạng, không ra gì cả. Khắp nơi đều là một vết kiếm dài hẹp, dài hơn 10 trượng, giống như co lại đến tận cùng. Trong nội tâm không khỏi hoảng sợ, mọi người khen không dứt miệng, cười nói. Tiểu tử hạ bộ bạch kia bất quá là thằng nhóc mười mấy tuổi, sao có thể so sánh với thủ đoạn của Lưu Sư Huynh được chứ? Hừm, con thỏ nhỏ họ Diệp kia trong vô hồn giới rất nhiều đệ tử của thất sắt cung ta như vậy lần này lưu sư huynh ra tay hắn xác định vững chắc hải cốt không còn rồi hay chết rất hay đây là kết cục khi đối nghịch với thất sắt cung ta lưu trùng thần thái kiêu căng hắn là đệ tử đắc ý của thất sắt cung hôm nay tu vi đã đạt tới chân nguyên bát phẩm khác với những đệ tử dựa vào linh dược làm cho tu vi bản thân tăng vọt trong vô hồn giới kia khác nhau rất nhiều chân nguyên bát phẩm của hắn là từng bước một tu luyện mà đến vô cùng vững chãi thực lực cũng so với những người khác càng thêm cường hoành. Tòa cổ đỉnh này chính là Vũ Bảo, hắn tân tân khổ khổ luyện chế. Thất sát Cung nhận được lời mời của Vạn Pháp yêu vương, nhân vật cao tầng của Thất sát Cung đã sớm xuất phát. Giờ phút này, sớm đã đến La Phù Đảo. Bọn họ cước bộ chậm, bây giờ mới vừa đến được địa giới của Lai Châu, liền gặp được Diệp Phúc. Trong số những đệ tử này, có một người là đệ tử từ vô hồn giới còn sống đi ra, hoàn toàn nhận ra Diệp Phúc, liền nói cho Lưu Trùng, bởi vậy Lưu Trùng cũng không lên tiếng, trực tiếp động thủ đánh lén an toán diệp phúc ý tiểu tử, tử kia cư nhiên vẫn còn sống sao lưu trùng sắc mặt biến hóa cắt cao nhìn thẳng cái hố sâu to đùng kia diệp phúc từ trong hố sâu đứng dậy lau đi vết máu lên khóe miệng lửa giận ngập trời hắn còn là lần đầu tiên ăn thiệt thò lớn như thế nguyên khí quanh thân lập tức cùng hực thiêu đốt nguyên khí của hắn mãnh liệt giống như một vòng mặt trời cao mấy trượng dọc ở phía sau của hắn dầm rộ khủng bố đến cực điểm mọi người sắc mặt đủ biến Lưu Trùng chính là người nổi tiếng trong số rất nhiều đệ tử của Thất Sát Cung. Dưới tình huống tận lực đánh lén, lại không có giết chết được hắn mà chỉ làm cho Diệp Phúc bị thương mà thôi. Phải biết rằng, khẩu tinh nguyên đỉnh này của Lưu Trùng chỉ dùng tinh không vẫn thạch luyện chế mà thành, nặng vô cùng, lại dùng pháp môn độc nhất vô nhị của Thất Sát Cung rèn luyện. Mỗi một đạo kiếm khí cũng có thể chu sát một vô sĩ tam thực cảnh, thông thường lợi hại vô cùng. Tiểu tử này là Man Long sao? Thân thể như thế nào mạnh mẽ như vậy? thất sát cung đệ tử thất thanh lên tiếng diệp phúc xoẹt một tiếng phóng lên trời lửa giận trong lòng hừng hực mấy trăm điều giao long quay trong quanh người hắn lợn lờ bay múa đằng đằng sát khí liêu trùng đánh lén làm cho hắn ăn thiệt thòi sát khí đại động dám đánh lén ta sao hôm nay các người hết thấy phải chết ở đây hm, nực cười liêu trùng có chút cửa lạnh rồi đột nhiên tế lên tinh nguyên đỉnh ong một tiếng biến thành hơn 10 triệu lớn nhỏ hướng diệp phúc mà chụp xuống quát lên thân thể của ngươi ngược lại cũng rất cường hãn à bất quá cùng ta động thủ còn kém cực kỳ xa vừa hở ván đem người bắt lại lấy nhục thể của ngươi luyện chế thành một kiện vũ bảo tinh nguyên đỉnh móc ngược xuống dưới hướng diệp phúc nghênh khứ trong miệng đỉnh thất sát tinh lực ngưng tụ trong nghe mắt nổi lên thành hình ngàn vạn đạo đao kiếm kiếm khí kích xạ mà ra diệp phúc mở miệng gầm lên mấy trăm điều giao long phóng lên trời gào thét nghênh tiếp răng rắc một tiếng đem kiếm khí hết thảy bị đâm cho nát bấy âm âm nhảy vào trong tinh nguyên đỉnh khẩu đại đỉnh này lập tức kịch liệt run rẩy phát ra tiếng vang ken két ken két san sát che kín tất cả vết rách lớn nhỏ cơ hồ bị hắn một kích này nổ nát đi lưu trùng sắc mặt tái nhợt lập tức bị chân nguyên phản xung một ngụm máu tươi xông lên cổ họng vội vàng nuốt xuống hắn thật không ngờ diệp phúc cư nhiên lợi hại như thế chỉ dựa vào vu pháp liền khiến cho vô bảo của hắn phản chế thậm chí tinh nguyên đỉnh của hắn cơ hồ đều bị đánh vỡ Giờ phút này hắn cũng bất chấp mặt mũi của mình Vội vàng cao giọng mà nói Các vị sư đế mau mau liên thủ Cùng ta cùng một chỗ chân áp hắn ta Mọi người cũng nhìn ra được Diệp Phúc cực kỳ hung mãnh Chỉ dựa vào một mình lưu trùng Căn bản áp chế không nổi hắn Cấp tốc bước lên phía trước Nguyên khí chân nguyên đều dũng mãnh Tiến vào trong tinh nguyên đỉnh Thể tích của khẩu đại đỉnh này lần nữa tăng vọt Miệng đỉnh cơ hồ có trăm mét lớn nhỏ Nhô lên cao rồi khẽ thắt lại Đem Diệp Phúc khóa chặt trong đỉnh Mau luyện chết hắn ta Lưu Trùng diện mục dữ tợn, quát lên, há mồm phun ra một cỗ chân hỏa hừng hực, dung nhập vào trong tinh nguyên đỉnh. Những đệ tử này đều là tinh anh của thất sát cung, thấp nhất cũng là tu vi dung nguyên kỳ. Càng có bảy tên đệ tử tu vi đặt tới chân nguyên kỳ, bây giờ liên thủ, cơ hồ có thể cùng vô sĩ hạo nguyệt kỳ lấy cứng trợ cứng. Tinh nguyên đỉnh uy năng lập tức bị kích phát đến lớn nhất, trong đỉnh vô số kiếm khí qua lại tung hoành cắt kéo. Mặc dù là vô sĩ hạo nguyệt kỳ bị nhốt vào trong đỉnh, cũng kiên trì không được bao lâu sẽ gặp bị cắt thành thịt vụn. Giờ phút này, trên bầu trời đã tụ tập không ít vũ sĩ, đều dừng chân lại mà quan sát. Cho đến lúc Diệp Phúc bị khốn trụ, đều lắc đầu thầm nghĩ. Thiếu niên này chết chắc rồi, đắc tội ai không biết, hết lần này tới lần khác đắc tội thất sát cung như vậy. Đoan một tiếng, tinh nguyên đỉnh kịch liệt chấn động, chấn cho bọn lưu trùng khí huyết sôi trào, chỉ thấy. Khẩu đại đỉnh này đột nhiên có lại một khối, cứ như trong Phật Lý đang với khốn một đầu thượng cổ mãnh thú, mãnh thú này đang liều mạng đánh cho thân đỉnh phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa đoàng 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 tinh nguyên đỉnh cơ hồ trong nháy mắt nên trở nên cổ ghề bị diệp phúc từ bên trong ra bên ngoài đánh cho giật nước cũng không lọt oanh tinh nguyên đỉnh chia năm xe bảy diệp phúc thoát khốn ra một tay cầm bàn long kim trường một tay chống thiên cổ bảo tràng đằng đằng sắt khí trên người của hắn loang lổ là vết máu đám lưu trùng liên thủ rút cục cũng phá vỡ được phòng ngự của kiểu truyền nguyên công lấy kiếm khí cắt đứt thịt ra của hắn không tinh nguyên đỉnh của ta lưu trùng lòng đau như đau cắt khẩu tinh nguyên đỉnh này là hắn thiên tân vạn khổ mới tế luyện thành công hôm nay lại bị diệp phúc phá hủy hắn hung ác lên tiếng tiểu tử người hủy đi tinh nguyên đỉnh của ta người người nhất định phải chết nhất định phải chết tiểu tử rồi đột nhiên bảo chàng diệp phúc cầm trong tay có chút lắc lư lập tức trong mặt cờ bay ra hai con kim tàm khúc khích hai tiếng cánh sẹt qua cổ hai gã đệ tử thất sát cung lập tức hai cái đầu phóng lên trời hai con tứ dực kim tàm gào thét hướng hai gã đệ tử khác đánh tới hai người kia kinh hãi gần chết đều tiến lên vô binh của chính mình thẳng tắp oanh kích lên trên người tứ dực kim tàm đem hai con kim tàm này đánh cho hỏa quang văng khắp nơi kim tàm cũng không có né tránh thẳng tiến lên răng rắc một tiếng đem hai người kia đều thôn phệ lại trước không cần phải để ý tới kim tàm đem từ từ này giết chết trước đi Kim Tam chính là vật vô chủ Liêu trùng cầm lên Đỉnh đầu chân nguyên bắt đầu khởi động Hóa thành hàng ngàn hàng vạn đạo kiếm khí Gào thét đem Diệp Phúc bao phủ Các vũ sĩ khác giật mình tỉnh ngộ Cũng đều thi triển ra vô pháp Trong lúc nhất thời trên bầu trời khắp nơi đều là kiếm khí Qua lại giao nhau thanh thế to lớn Làm cho những người vây xem kia đều phải lui về phía sau Tâm kinh khiếp đảm ở trước mặt ta khoe khoang thất sát tinh lực sao ta mới chính là lão tổ tông đùa bỡn chu thiên tinh lực đây Diệp Phúc từ bên trong kiếm khí trùng trùng lao ra, nhàn nhã dạo chơi, nâng lên thiên cổ bảo tràng, đem một tên đệ tử thất sát cung đập thành bánh thịt. Sau đó lại phân tiếp một trượng, đem đầu một tên đệ tử khác của thất sát cung đập nát. Vô số đạo kiếm khí đánh vào trên người của hắn, đang đoang xung động, căn bản uy hiếp không được tính mạng của hắn. Cùng lúc đấy, hai con tứ dực kim tàm lại giết liền mấy người. Trong chớp mắt công phu, 17 tên đệ tử thất sát cung lần chỉ còn lại không tới 10 người. Vô sĩ đi ngang qua thế thế, đều ghé mắt nhìn lại đây quả thực là đơn phương giết chóc mà những vô pháp sắc bén vô cùng thường ngày của thất sát cung ở trước mặt triệp húc quả thực giống như gãy ngứa mà thôi căn bản những vô pháp này không được hắn để vào trong mắt hắn như một sát thần không có kẻ địch giơ tay nhấc chân liền đem từng tên từng tên đệ tử của thất sát cung chụp chết không ai có thể trèo trống đến chiêu thứ hai bọn lưu trùng kinh hãi gần chết vội vàng cao giọng mà quát lên chạy chạy máu chỉ cần chạy trốn thiên la phù đạo Sẽ có sự tôn đối phó với hắn Các đệ tử khác Của thất sát cung trong nội tâm hoảng hốt Vội vàng bốn phương tâm hướng đào tẩu Muốn đi sao Không dễ dàng như vậy đâu Diệp Húc hừ lạnh một tiếng Rồi đột nhiên mấy trăm đầu giao long từ trong đan biển hắn chui ra Cấu kết thành chiếc kéo Gào thét Những đệ tử thất sát cung kia đuổi theo Răng rắc răng rắc Xong do tiến đem nguyên một đám thất sát cung đệ tử Cắt bỏ thành hai đoạn Thi thể đều từ trên cao rơi xuống bất quá còn có mấy người chạy ra khỏi phạm vi đuổi giết của song giao tiễn diệp phúc tâm niệm vừa động một con tứ dực kim tàm rơi xuống dưới chân chờ hắn gào thét hướng liêu trùng mà đuổi theo hôm nay các ngươi một tên cũng đừng mơ tưởng một rời khói hắn tế lên một con kim tàm khác như thiểm điện đuổi theo một người đem đối phương nút vào đột nhiên lão giả mặt mũi hiền lành ngăn lại trước người của diệp phúc chân nguyên hóa thành đại thủ, một tay bắt lấy diệp phúc khẽ con mày rồi nói đủ rồi người trẻ tuổi Quên người phải có lòng khoan dung không cần phải đuổi tận giết tuyệt bán cho ngũ am lão nhân một cái mặt mũi đi các người hòa giải được không lão giả này chân nguyên vô cùng hùng hậu đỉnh đầu nguyên khí bắt đầu khởi động giống như hạo nguyệt chiếu khắp hiển nhiên là một cường giả hạo nguyệt kỳ chân nguyên của hắn trực tiếp đem giật phúc chấn áp làm cho hắn không kích nào mà động đậy nguyên lai hắn chính là liên am lão nhân một người đứng xem nó nhiệt lộ ra dị sắc nói một vũ sĩ bên cạnh hỏi này huynh đây Ngũ am lão nhân là ai vậy Người nọ hèn mọn lướt hắn Cười lạnh mà nói Ngũ am lão nhân là người nổi danh hiền lành Tu vi tuy không bằng những bá chủ một phương kia Nhưng danh vọng của người này cực cao Thường xuyên ngăn cản chém giết giữa các vũ sĩ Ở vùng Đông Hải rất có danh vọng Lão giả này yêu mến khuyên can Không biết ngăn cản bao nhiêu chừng chém giết rồi Nếu như hắn ra mặt Coi như là tông chủ giáo chủ của những môn phái kia cũng muốn bán cho hắn một cái mặt mũi bọn lưu trùng thấy thế mừng rỡ vội vàng đình chỉ việc chạy thục mạng quay người đánh tới cao giọng mà nói ngũ am lão nhân thằng nhẽ này giết hơn 10 sư đệ sư huynh của ta mau mau giết hắn oanh vài ngàn đạo kiếm khí oanh lên trên người của diệp phúc đều bị nghiền nát ngũ am lão nhân vội vàng nói liêu tiểu ca dừng tay oan ra nên giải không nên kết ta tới cùng các ngươi khuyên giải bọn lưu trùng bỏ mặc đột nhiên thất sát tinh lực ngưng tụ hóa thành một thanh kiếm khí dài đến mấy chục thước đánh xuống đầu Diệp Phúc. Có ngũ am lão nhân với khốn Diệp Phúc, bọn họ không kiêng nể gì cả, tính toán đem Diệp Phúc một kiếm chém giết. Bùm! Thân hình của Diệp Phúc một cung một dài, đem chân nguyên của ngũ am lão nhân với khốn hắn chấn vỡ, vung lên bản long kim trượng, thanh kiếm khí nợ đến nát bấy, lập tức vươn người đứng dậy hướng bọn người lưu trùng mà nghênh đến. Bọn lưu trùng lại càng hoảng sợ, xoay người định trốn, liền gặp ngũ am lão nhân lần nữa ra tay lại dùng chân nguyên đem diệp phúc với khốn mấy người mừng rỡ vội vàng lần nữa qua người lại đánh tới kiếm khí bắt đầu khởi động đoang đoang rơi vào chân người của diệp phúc người dám thiên vị sao diệp phúc khẩn đến hàm răng ngứa ngáy lần nữa đem chân nguyên của ngũ am lão nhân chấn vỡ Không giữ nhìn về phía lão giả này nhanh chóng đi về phía lão ngũ am lão nhân thấy hắn nhiều lần chấn vỡ chân nguyên của mình trong nội tâm cũng không khỏi bội phục nhục thể của hắn cường đại làm ra vẻ và nói lão phù nếu như không vây khốn ngươi bọn họ chẳng phải là hết thảy bị ngươi đánh chết rồi sao người trẻ tuổi nghe lão phu khuyên một câu, lão phu cùng thất thất cung cung chủ hàn đông dương là quen biết cũ, có chút giao tình, người rất nhiều đệ tử của hắn như vậy, hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ngươi. bùm, diệp phúc tức giận hướng về bên cạnh vung lên một trường, hung hăng nện ở trên người của lão giả, đem lão nặng nề mà đánh bay. ngũ am lão nhân trở tay không kịp đã trúng một trường của diệp phúc, xương cốt đều sắp đứt rời, trong nội tâm vừa sợ vừa giận đã thấy diệp phúc như bóng với hình, theo sát phía sau của hắn tay nâng trượng lên một trượng rồi lại một trượng hướng trên người của hắn đập tới tức giận nói ta cho người thiên vị đánh chết lão xúc sinh thiên vị ngươi sao ngũ am lão nhân cũng sắp bị người ta đánh chết rồi kìa. người với xem trong mắt đều lòi cả ra nhìn chăm chằm không chớp mắt và một màn trước mắt chỉ cảm thấy khó có thể tin được từ xưa đến nay ngũ am lão nhân có được danh vọng cực cao còn chưa có người nào dám cân đảm đánh hắn một trận tơi bời cho dù là tông chủ giáo chủ tất cả các môn phái cũng vậy cũng không muốn bận tâm đánh chết hắn tổn thương danh dự của mình mà trước mắt thiếu niên này động thủ lại không chút do dự căn bản không quan tâm ngũ am lão nhân có tên tuổi địa vị ra sao ra chiêu là muốn lấy mạng khó trách thiếu niên này muốn hành hung ngũ am lão nhân vừa rồi ngũ am lão nhân xác thực chẳng thể nào gọi là phúc cậu cho nổi chỉ vây khốn thiếu niên này tùy ý cho đệ tử thất rất cung giết hắn ta ngũ am lão nhân cùng với thất sát cung hàn đông dương cung chủ là bạn cố chi của nhau đương nhiên phải thiên vị cho thất sát cung rồi diệp phúc liên tục đánh ra hơn 10 trường đem lão giả này đánh cho thổ huyết cốt đoạn gần gãy đã thấy ngũ am lão nhân mặc dù mình đầy thương tích nhưng như trước trốn đông trốn tây tránh né vào long kim trượng của hắn không khỏi kinh hãi vũ sĩ hạ nguyệt kỳ không phải cường đại bình thường như vậy để không thể đem hắn đánh chết được đột nhiên bọn người lưu trùng xông lên phía trước ngàn vạn đạo kiếm khí đưa hắn bao phủ diệp phúc nhìn như không thấy đẩy kiếm khí ra giết về phía lão giả kia lại thêm một trượng lại nghe cạch một tiếng trong tay ngũ am lão nhân đột nhiên nhiều ra thêm một thanh thất thải la cái ô bịch một tiếng tạo ra ngăn trở bản long kim trượng của hắn tiểu tử vô liêm sĩ ngũ am lão nhân rút cục cũng kịp thở ra được một hơi tế lên vu bảo của mình ngăn trở tiến công của bản long kim trượng đem diệp phúc bức lui nộ khí kêu lên người là đệ tử của ngũ độc giáo sao cho dù là ngũ độc giáo chủ lệ thượng dương của các ngươi đến đây cũng phải đối đãi khách khí với lão phu lão phu cùng các ngươi khuyên giải người cứ nhiên dám muốn cái mạng già của ta thật sự là xúc sinh không nghe giáo hóa mà diệp phúc cười lạnh nói vừa rồi ta bị hơn 10 người đệ tử thất sát cung vây trong tinh nguyên đỉnh cơ hồ bị bọn họ luyện hóa làm sao ngươi không khuyên giải đây ngũ am lão nhân ngữ khí chỉ trệ không biết nên nói cái gì cho tốt hắn thật sự sớm đã đến chỗ này sớm đã nhìn thấy đệ tử thất sát cung đem Diệp Phúc móc ngược tại trong đỉnh. Hắn sở dĩ không có khuyên giải là bởi vì hắn cùng thất thất cung cung chủ là bạn cố chi. Hơn nữa, hắn vốn tưởng rằng Diệp Phúc sẽ bị bọn người lưu trùng luyện chết, căn bản không đáng để khuyên bảo. Hắn thật không ngờ Diệp Phúc lại có thể đem tinh nguyên đỉnh đánh cho nát bấy, thoát khốn ra ngoài. Trong mấy hơi thở, liền cơ hồ giết hai đệ tử thất thất cung hầu như không còn. Cho nên hắn tại khi đó mới nhảy ra khuyên can Diệp Phúc lại âm thầm thiên vị bọn người lưu trùng trong một thoáng hắn thất thần này diệp phúc liền lách mình phóng tới bên người bọn lưu trùng tay nâng chưởng rơi lại gõ chết hai người sau đó đan điền tuôn ra mấy trăm con dao long gào thét đem một người lưu trùng bao phủ hắn đã đem môn vô pháp thanh giao cửu kích này tu luyện đại thành uy lực vô cùng cường đại cơ hồ tương đương với uy lực của vu bảo lập tức đem bọn lưu trùng nghiền áp thành một mảnh huyết hải hải cốt không còn ngũ am lão nhân giận tím mặt rồi đột nhiên đem thất thải la tán tế lên hắn quát lớn sơn dã man phu không nghe giáo hóa liền lão phu cũng muốn giết đi rõ ràng là một ma đầu tội ác tày trời mà xẹt thất thải la tán đi vào đỉnh đầu của diệp phúc quay tròn phi tốc xoay tròn lập tức chuyển đến một cố hấp lực tuyệt cường đem cả người diệp phúc hút khút vào trong ô cái ô xanh này chính là vu bảo ngũ am lão nhân luyện chế giỏi về thu vật cho dù là cường giả ngang cấp phạm nguyệt kỳ cũng sẽ bị thu vào trong ô có thể nói công phòng nhất thể Công năng tương đương kỳ lạ Ngũ am lão nhân bàn tay khẽ vẫy Thất thải la tán khép lại Rơi vào trong tay Hắn cười lạnh nói Loại ma đầu như ngươi Thiên nhân công phẫn Ngươi ngươi đều muốn giết cả Lão phu vốn không muốn sát sinh Nhưng hôm nay không thể không thay trở hành đạo Đem người luyện hóa thành cho bụi Hắn đang muốn thúc giục chân hỏa Đem diệp phúc luyện hóa Đột nhiên chỉ nghe xoẹt một tiếng Trong thất thải la tán thoát ra khói xanh tiếp theo chui ra ngọn lửa trong chớp mắt vu bảo này liền đốt thành cho bụi không thất bảo la tán của ta ngũ am lão nhân quát to một tiếng lòng như đau cắt lúc trước hắn vì luyện chế cái ô này không biết phải thế đi biết bao nhiêu khổ công bao nhiêu ngày đêm hôm nay lại hóa thành cho bụi hết thảy đốt thành cho bụi diệp phúc thoát khốn ra đỉnh đầu trên một cái ngọc lâu một con ác dao từ trong ngọc lâu chui ra trong miệng ngậm lấy viêm dương hổ lô vừa rồi dưới tình huống nguy cấp hắn đã lấy ra viêm dương hồ lô dùng viêm dương lôi hỏa thiêu hủy thất bảo la tán của ngũ am lão nhân. Bùm! Diệp phúc không tính đại phát vừa mới thoát khốn, hắn liền một trượng quét lên trên đùi của ngũ am lão nhân, răng rắc hai tiếng, đem hai chân của hắn đánh gãy, lập tức lại thêm một trượng đập tới bộ não của ngũ am lão nhân, ý đồ đập nát sọ não của hắn. Ngũ am lão nhân kêu thả một tiếng, chân nguyên hóa thành đại thủ gắt cao nắm lấy Diệp Húc, chân nguyên của hắn đột nhiên hóa thành chân hỏa, đem Diệp phúc bao phủ, hừng hực mà thiêu đốt. Hắn cả giận nói, đừng trách lão phu vô tình hôm nay ngươi khinh người quá đáng lão phu liền đem ngươi luyện đến hải cốt không còn diệp phúc đứng ở trong ngọn lửa do ngũ am lão nhân hóa thành hỏa thế hừng hực lại không thể làm cho hắn bị thương được hắn đột nhiên chấn vỡ chân hỏa hỏa diễm ngập trời bốn phương tâm hướng tán đi lập tức có phải tên vô sĩ vây xem vị chân hỏa tung tóe đến bên trên người âm một tiếng liền đem mấy người kia đốt thành cho bụi diệp phúc dục hỏa mà đi hướng ngũ am lão nhân chết tới nguyên tắc của hắn là người khác nếu như không nhận tội gây sự với chính mình cũng là thôi nếu là dám hướng mình ra tay thì ắt phải chết chẳng cần nghi ngờ ngũ am lão nhân vừa thiên vị lại vừa ra tay với diệp phúc tính toán đưa hắn vào chỗ chết bởi vậy diệp phúc không lưu tình chút nào ngũ am lão nhân ở đâu còn dám cùng hắn liều mạng vừa vàng khống chế chân nguyên hốt hoảng đào tẩu trong nội tâm vừa sợ vừa giận thầm nghĩ tiểu tử này đến tận cùng là ai đây liền chân hóa cũng không thể làm bỏng hắn được lão thiên ơi thân thể của hắn chẳng lẽ là vua bảo hay sao diệp Húc lập tức khống chế tứ dực kim tàm gào thép đuổi theo một mảnh rau long khí dài hẹp từ trong đan điền của hắn bay ra cấu kết thành kéo lần lượt hướng ngũ am lão nhân mà cắt kéo song giao tiến của hắn uy lực cực lớn cơ hồ không kém hơn vua bảo Vũ sĩ trân nguyên kỳ bình thường cũng là một kéo cắt làm hai lửa ngũ am lão nhân không dám đón đỡ xa xa đánh ra chân nguyên đại thủ ấn đem một mảnh dao long khí dài hẹp mà đánh nát đi. Song giao tiến uy lực tuy lớn, thế nhưng ngũ am lão nhân tu vi thâm hậu, chất lượng chân nguyên lại ở phía trên nguyên khí, đánh nát dao long khí của diệp phúc thì vẫn là có thể làm được. Tiểu tử khuyên ngươi phải có lòng khoan dung, người đã giết những vũ sĩ thất sát cung kia rồi, sao đối với lão phu theo đuổi không bỏ làm gì? Ngũ am lão nhân tận tình khuyên bảo, đau khổ khuyên bảo, ta và ngươi không oán không cứu, làm gì đuổi tận giết tuyệt như vậy? Diệp Húc rất nhanh kéo gần cự ly Hắn cười lạnh nói Người vừa mới đối với ta động thủ Như thế nào không nói như vậy đi Hiện tại mới đến nói nhảm Ra vẻ rộng lượng chậm rồi Hắn một lòng muốn được trừ lão giả Miệng mồm như mõm chó Lại thích thiên vị này ra tay không kinh nể gì cả Một mảnh dao long khí dài hẹp Hướng ngũ am lão nhân mà anh khứ Những người khác lập tức trận tròn mắt Một tên vua sĩ lầm bầm mà nói Ta ta không nhìn lầm đấy chứ Tiểu tử này rõ ràng không coi ngũ am lão nhân vào đâu cả giết sạch đệ tử thất sát cung thì không nói, thậm chí liền Ngũ Am lão nhân cũng bị hắn giết chạy chối chết sao. Lại có một vu sĩ khác tiếp lời mà nói, tu vi của hắn nhiều nhất chỉ là dung nguyên kỳ. Cảnh giới đại nhật Như Luân, liền giết hơn 10 vu sĩ, tu vi so với hắn cao không biết bao nhiêu tiểu cảnh giới thì cũng thôi đi. Nhưng Ngũ Am lão nhân chính là cao thủ Hạo Nguyệt kỳ, chân nguyên giống như Hạo Nguyệt, chiếu khắp tu vi cao thâm, bình thường nếu là gặp phải vu sĩ dung nguyên kỳ, một đồng ngón tay liền có thể nghiền chết được rồi. Hôm nay lại bị hắn bức đến mức không thể không trốn chạy Mà tháo chạy bỏ mạng Thật là làm cho người ta mở rộng tầm mắt mà Tiểu tử này đến cuối cùng là ai đây Tuổi còn trẻ lại thủ đoạn cao siêu như vậy Hơn nữa tầm ngoan thủ lạt Liền người tốt như ngũ am lão nhân Lại già như vậy rồi cũng giết đi tâm địa kiên cường không lưu tình chút nào cả Thiếu nên này thực lực tuy mạnh Nhưng mấu chất nhất vẫn là bảo vật của hắn ta kìa Tầng tầng lớp lớp Một kẻ uy lực đều lớn hơn không thể tưởng tượng nổi đem ngũ am lão nhân cất cao khắc chế làm cho tu vi của hắn không cách nào phát huy được mọi người mọi người nhanh đuổi đi lên nhìn xem ngũ am lão nhân rút cuộc có kết cục gì nào mọi người vội vàng ra sức đuổi theo đã thấy tốc độ của diệp phúc cùng ngũ am lão nhân cực nhanh bọn họ căn bản truy theo không được cự ly càng ngày càng xa sau một lúc lâu liền gặp hai người biến mất tại bờ biển biến mất không thấy gì nữa ngũ am lão nhân chớ cháy ở đây khắp nơi đều là mặt biển xanh mát phong cảnh tuyệt hảo là một chỗ táng thân lý tưởng của ngươi đấy. Lúc này mục quang của giới phúc chớp động, Ngọc Lâu chỉnh đầu đột nhiên xoay tròn, thẳng hướng ngũ am lão nhân bay đi. Ngọc Lâu cạch một tiếng chấn động, phát ra từng đạo gợn sóng thanh sắc hướng ngũ am lão nhân mà chùm tới. Chỉ dựa vào Ngọc Lâu liền muốn vây khốn ta sao? Còn thỏ nhỏ chết tiệt kia, người quá quay thường hạng nguyệt kỷ vua sĩ rồi. Ngũ am lão nhân giận quá mà cười, chân nguyên bảnh trướng sáng như mặt trăng trung tâm chăng sáng thỏ ra một cái đại thủ hướng ngọc lâu của diệp phúc chụp tới hắn lạnh lùng nói lão phú bóp nát ngọc lâu của ngươi xem ngươi làm như thế nào kiêu ngạo được đây mục quang của diệp phúc lập lè quát lên hùng bá thiên còn chưa động thủ Ê, rốt cuộc cũng đến phiên hùng lão gia lên sân khấu rồi sao trong ngọc lâu đột nhiên thỏ ra một đầu hắc khủng cực đại trắng kiện như trụ trời cánh tay bắt lấy một cây lang nha bổng dài đến hai trượng kim chói gào thép hướng ngũ am lão nhân mà đập tới oanh một tiếng lang nha bổng đập nát nguyên khí đại thủ của ngũ am lão nhân thuận thế xuống phía dưới mà đập tới âm ầm nện ở trên thân người của ngũ am lão nhân móc câu sắc bén đâm vào thân thể của hắn kéo xuống một khối lớn cơ thể ngũ am lão nhân hồn nhiên không ngờ đến sự biến hóa này hắn căn bản chưa từng nghĩ đến diệp phúc cư nhiên ở trong ngọc lâu của chính mình mai phục một đầu đại yêu cơ hồ tu luyện tới hạo nguyệt kỳ hơn nữa đầu đại yêu này lực lượng từng đại vô cùng thoáng cái liền đánh tan hạo nguyệt chân nguyên của hắn khiến hắn trọng thương Chẳng lẽ lão phu làm người tốt cả đời Lại muốn thật sự chết ở chỗ này Chết ở trong tay một tiểu vũ sĩ Dung Nguyên kỷ hay sao Lão phu không phục Không phục Trong lòng của hắn mất hết can đảm Liều mạng mà chạy thục mạng Đột nhiên nghe được tiếng nhạc du dương chuyển đến Vội vàng ngừng đầu như lại Chỉ thấy mười mấy tên tuấn nam mỹ nhân Tại trên mặt biển ngựa phong phi hành Những người này vu pháp cực kỳ kỳ lạ Có người dưới bàn chân là một cái chuông lớn Đoang đoang rung động có người cư nhiên lại là thất thuyền cầm, leng keng thùng thùng, có người giữ chân là một cây thanh địch lúc phi hành ô ô nức nở nghẹn ngào không thôi vô pháp của bọn họ cùng với kiều đỉnh vu hoàng quyết của hạ mộ bạch cực kỳ giống nhau đều là quan tưởng vu bảo đem vô pháp từ hợp chất giản biến thành hợp chất phức tạp cùng công hiệu của vu bảo không có gì khác chỉ là uy lực kém hơn một chút diệp phúc cũng chú ý tới nhóm người này bất quá hắn thấy những vô pháp ra xa, xa này kém hơn so với kiều đỉnh vu hoàng quyết của hạ mộ bạch so sánh ra thì có vẻ cực kỳ đơn sơ hiển nhiên là vu bảo mà bọn họ quan tưởng so với hạ gia kiều đỉnh có tranh lệch lớn lao. Ngũ am lão nhân trong lòng mừng rỡ, vội vàng hô to nói, các vị đồng đạo thiên âm tông, lão phu bị người đuổi giết, mau mau cứu ta. Những tuấn nam mỹ nhân kia đều quay đầu lại, trong đó có một nam tử cẩn thận dò xét, sắc mặt biến hóa, vội vàng cao giọng mà quát. Ngũ am lão nhân bị người đuổi giết ư, trừ vị sư huynh sư muội cùng ta đồng loạt ra tay, diệt trừ ma đầu đuổi giết ngũ am lão nhân kia một thiếu nữ lục y trần trừ hạ xuống nói mộ sư đệ đuổi giết ngoan lão nhân chưa hẳn chính là ma đầu chúng ta vẫn là khuyên giải một hai trước đi giờ nói sau đi nàng hiển nhiên là tâm phúc trong đám đệ tử thiên tâm tông này những người khác nghe nói như thế gật đầu đồng ý lục y thiếu nữ lúc này hướng diệp phúc cao giọng nói uy thiếu niên kia đừng có đồng thú lời của nàng còn chưa dứt chỉ nghe nhang một tiếng một trượng của diệp phúc nện lên trên đầu của ngũ am lão nhân đem đầu của hắn nện đến sinh sinh nổ tung Hùng Bi một phát bắt được thi thể của Ngũ Am, liền buông lỏng trở lại trong Ngọc Lâu, nhe răng cười nói: hề hey, "Đừng lãng phí, máu tươi của lão gia hỏa này có thể giúp lão gia ta trồng thêm 10 cây bí quyết kiếm tiên." Hắn cư nhiên lại tính toán đem thi thể của Ngũ Am lão nhân trở thành phân bón. Lục Y thiếu nữ lúc này thấy thế, giận tím mặt, đỉnh đầu một vòng hạo nguyệt bay lên, băng thanh sáng tỏ, lạnh lãnh thanh thanh. Trong trăng sáng cự đại, hiển nhiên một tòa huyền cầm, hiển nhiên là một môn bon vu pháp cực kỳ cao thâm nhìn về phía diệp phúc nghiến răng nghiến lợi mà nói ta bảo ngươi lưu hắn một mạng ngươi lại đem người đánh chết rồi diệp phúc cười nhạt một tiếng hắn lên tiếng nói hắn muốn giết ta ta đương nhiên cũng có thể giết hắn rồi lục y thiếu nữ này Cả giận nói ngươi còn dám nói xạo sao ai chẳng biết ngũ am lão nhân là nổi danh đại thiện nhân chứ hắn có thể sẽ giết ngươi đấy rõ ràng là ngươi vô ác bất tác lúc này mới chọc giận ngũ am lão nhân diệp phúc cười lạnh cũng không giải thích hắn thầm nghĩ thiếu nữ này tuổi tác cũng chắc cũng tương đương với ta thế nhưng tu vi cũng đạt tới hạo nguyệt kỳ rồi hơn nữa học được vua pháp cũng cực kỳ tinh diệu chẳng lẽ nàng bắt đầu tu luyện từ trong bụng mẹ sao về phần nói ta nói sao ta mà lại cần phải nói xạo sao những đệ tử khác của thiên âm tông cũng lòng để căm phẫn đều tự sử ra vua pháp của bản thân lập tức trên mặt biển bùng lên tiếng nổ lớn từng ngụm cổ chung từng tòa cầm sắt còn có mục địch đàn tranh đại cổ thiên kỳ bách quái diệp húc lơ đĩnh đến ngũ âm lão nhân đều chất trong tay của hắn, cho dù thiếu nữ này bắt đầu tu luyện từ trong bụng mẹ đi chăng nữa, thì cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Cộng thêm mấy đệ tử khác của thiên âm tông hợp sức, diệp phúc cũng chưa chắc sẽ thua. Bất quá làm cho hắn kinh hãi chính là đám người kia tu vi rõ ràng không thấp, đại đa số đều là chân nguyên kỳ, trong đó thậm chí có không ít người có được vu bảo, cũng là các loại nhạc khí. Hiển nhiên tổng hợp thực lực của thiên âm tông so với thất sát cung thì mạnh hơn một bậc giết một lão xúc sinh thích thiên vị cư nhiên còn có nhiều người như vậy vì hắn mà xuất đầu danh vọng của lão xúc sinh này ngược lại không nhỏ chỉ sợ ta lần này thật sự biến thành ma đầu giết người tốt rồi diệp phúc thầm nghĩ hắn dùng võ nhập vô một mực tu luyện đến tiên thiên bá thể mới bước vào vu sĩ cảnh giới sớm đem tâm địa tu luyện được giống như bàn thạch cho dù ngũ am lão nhân sống lại cũng sẽ không chút do dự một trận đánh chết lần nữa không cho là mình làm sai cái gì nếu như những đệ tử thiên âm tông này dám hứng ta ra tay vậy thì hết thể đánh chết đi ném cho hùng bi làm phân bón vậy hắn hiện nay quen biết rất nhiều ma đạo cao thủ thân lại nằm trong tầng của ma giáo như ngũ đục giáo trong ngôn hành cử chỉ cũng bất trí bất giác mang theo tác phong ma đạo hiển nhiên là một ma đầu sát phạt quyết đoán kỳ thực khi Diệp phúc còn ở liễu châu còn là một thiếu niên thanh thuần cũng không có bao nhiêu tâm tư lệch lạc như vậy nhưng hắn lên phiên gặp được cao thủ như diệp phan ưng thiên sinh Cố Ngôn Chi, Bách Khoa Cung Chủ, Giao Đạo Nhân, Lệ Thượng Dương. Những ma đạo cao thủ này mang theo một tà khí đã ngấm vào tận cốt tủy. Lời nói và việc làm đối với hắn đều mẫu mực, bất chi bất giác làm cho hắn có chỗ tả ác hóa. Càng ngày càng có xu hướng theo con đường ma đạo chính thức. Chúng đệ tử Thiên Âm Tông đều là Tuấn Nam Mỹ Nhân. Mỗi người đều quốc sắc thiên hương Ngọc Thụ Lâm Phong. Nhưng ở trong mắt của Diệp Húc, chỉ cần lý đồ giết hắn, hết thảy đều đáng đánh, đáng chết, làm phân bón. Không có chút nào cảm thấy không ổn. Lục y thiếu nữ cửa lạnh mà nói Tiểu ma đầu Ngươi hiện tại tự chói tay tới chân Chịu đòn nhận tội Đến là phù đạo Tự nhiên có ngàn vạn đồng đạo thẩm phán ngươi Nói không chừng Con có thể tha cho ngươi một mạng Nếu là ngươi phản kháng Hiện tại liền đem ngươi giết chết Đền mạng trong ngũ am lão nhân Một đệ tử khác của thiên âm tông mở miệng quả trách Tiểu ma đầu Ngươi ra tay quá bá đạo Đến sư tỷ của ta mở miệng Muốn ngươi tha người Ngươi còn xuống tay Mau mau tự chói Miễn cho tự tìm đường chết đi Diệp Phúc nhún vai. Những người này rõ ràng hy vọng hắn tự chói tay chân, sau đó để cho rất nhiều vô sĩ của La Phù Đảo cùng một chỗ thẩm phán định tội, quả thực quá là biết nói đùa. Nếu là tự chói tay chân, không có tội cũng sẽ bị định tội. Huống chi Diệp Phúc gần đây kiệt ngạo bất tuần, nhìn như văn nhược, có thể khi dễ, nhưng nội tâm lại cương liệt, đối với hắn tốt, hắn tự nhiên đối với người khác tốt, nhưng đối với hắn ác thì hắn muốn làm so với đối phương còn muốn hung ác hơn thập phần. Người không tự chói chẳng lẽ là muốn để cho chúng ta tự động động thủ hay sao? Một nam đệ tử của Thiên Âm Tông dậm chân tại chỗ, tiến lên nghiêm nghị quát. Trong mắt của Diệp Phúc lúc này đã ánh lên sát khí, trong nội tâm đang tính toán xem có giết người hay không. Đột nhiên mặt biển răng sắc một tiếng vang lên thật lớn, theo đáy nước thò ra một đầu bò cực đại, ôm bồm mà nói: "Chư vị, hãy khoan hãy động thủ, nơi này là địa giới của La Phù Đạo." Chư vị mặc dù không để cho lão ngưu ta một cái mặt mũi Cũng phải để cho vạn pháp yêu vương một cái mặt mũi đi mọi người đều cả kinh không biết đầu đại yêu này khi nào tiềm phục ngay dưới chân bọn họ nếu là đầu đại ngưu này ra tay đánh lén chỉ sợ ở đây mọi người không ai có thể chạy ra lòng bàn tay của hắn lục y thiếu nữ thúy thúy xinh xinh cười nói nguyên lai là la phù đạo như sư huynh tiểu muội hữu lễ đầu cự ngưu kia vội vàng hóa thành nhân thân là một thác tháp trắng hán khi vũ hiên ngang đứng ở trên mặt nước ngẩng đầu chắp tay cười nói mạnh muội tử hữu lễ rồi Diệp Phúc trong nội tâm vừa động, đầu Nghiêu này hắn từng gặp ở Lương Vương phủ, họ Nghiêu tên Đức chính là một đầu châu tu luyện thành tinh, tu vi đạt tới hạo nguyệt kỳ, rất là lợi hại. Nghiêu Đức đã từng định dùng thiên la lụa mỏng vây khốn Diệp Phúc, lúc đó đã biến thành kim ma thủy viên, lại bị Diệp Phúc tay không xé rách. Lục Y thiếu nữ đột nhiên biến sắc, mặt như sương lạnh quát lên: Nghiêu sư huynh, tránh ở dưới nước, tính toán làm cái gì vậy? Sớm nghe nói con châu giả ngươi là kẻ xấu xa, hôm nay vừa thấy quả nhiên danh bất hư truyền. Ngưu Đức đỏ bừng cả khuôn mặt, chân tay luống cuống, Diệp Phúc trong nội tâm không khỏi buồn bực phi thường, không biết Ngưu Đức xấu xa ở nơi nào. Lục Y thiếu nữ hung hăng lướt nhìn Diệp Phúc, hung ba ba nói: "Đã có Ngưu sư huynh mở miệng, vậy thì tha cho ngươi một mạng, Trở đến La phủ đạo, lại thỉnh cao nhân trong đạo định tội ngươi, chúng ta đi." Tiểu ma đầu, nhớ kỹ là Thiên Âm Tông của ta, tha cho ngươi một mạng. Một đệ tử của Thiên Âm Tông cười lạnh nói chêm vào. Lại có một người hừ lạnh nói: <laughs> Hiện tại tha cho ngươi khỏi chết Nhưng đến La Phù Đảo rồi Có thể chưa hẳn tha cho ngươi đâu Diệp Phúc mỉm cười Hồn nhiên là không để ở trong lòng Lục y thiếu nữ Mang theo thiên âm tông chúng đệ tử Hào hào đáng đáng rời đi Phô trương to lớn Làm cho người ta phải chố mắt Thiên âm tông tiêu giao quá lâu rồi Đệ tử mỗi người đều cuồng vọng Tự đại thật không biết sống chết mà Ngưu Đức lắc đầu nhẹ nhàng thở ra Hướng Diệp Phúc chắp tay cười nói Diệp lão đệ đa tạng người không có ra tay nếu không những người này chỉ sợ không có bao nhiêu người có thể còn sống trở về rồi diệp phúc cười nói nghiêu sư huynh nói quá lời rồi tiểu đệ cũng không phải là kẻ lòng dạ hẹp hòi thích thị sát kẻ dưới như vậy nghiêu đức ném cho hắn một cái nhìn cực kỳ khinh bỉ hắn cười nói Hừ, người còn không phải lòng dạ hẹp hòi thích thị sát hay sao ban đầu ở thanh châu người suýt nữa đem tất cả mọi người trong thành làm cho chóng vắng liền lão yêu ta cũng suýt nữa thì bị ngươi làm thịt rồi ngươi còn chơi xấu ta đoạt mất tiểu khám sát kìa diệp phúc có chút xấu hổ hắn cười nói đây không phải là do bị hóa thú đan khống chế thần trí hay sao ngay cả ta cũng vô pháp khống chế sát khí mà bỗng nhiên giảm một tiếng mặt nước đột nhiên vỡ ra theo dưới nước chảy ra ba cái yêu nhân đều là hạo nguyệt kỳ yêu quái một người trong đó rất xấu xí hẳn là yêu viên tu luyện thành tinh tên còn lại lỗ tai dài khắp lông tơ hình như là yêu hồ Còn có một người béo béo, mập mập, bụng phệ So với lệ, hiệu dương, giáo chủ còn muốn mập hơn nhiều Nhìn không ra cái gì, tu luyện thành tinh, biến hóa làm người vậy Nghiêu đại ca, Việc này chính là Diệp Phúc, Diệp Thiếu Bảo Người chút nữa đem người cũng cắt chết thì sao Ba người cùng đánh giá Diệp Phúc, nghi ngờ nói Ta xem hắn cũng không có ba đầu sáu tay, như thế nào mà lại lợi hại như vậy Diệp lão đế, như thế nào mà lại không đem đầu Nghiêu này, đánh chết luôn cho rồi, thật sự là đáng tiếc mà. Thấp nhất cũng phải nhổ sạch lông trên ngực của hắn, để xem hắn từ nay về sau, làm sao còn kiêu ngạo trước mặt chúng ta được nữa đây. Nghiêu Đức cười mắng một câu, hướng Diệp Húc giới thiệu một phen. Yêu viên tu luyện thành tinh kia, tên gọi là Viên Phương, yêu hồ tên là Hồ Phương. Mà yêu nhân mập mập, mạp mạp, họ chu tên Thiên Cương. Hắn nói, chúng ta bốn người, chính là tứ quân tử, lừng lẫy nổi danh ở La Phù Đạo cả đông hái người nào cũng biết thanh danh của bốn người chúng ta kìa diệp phúc chào hỏi bọn người chu thiên cương viên phương rồi hắn nghi ngờ nói ồ oh, bốn vị hiền huynh các người trốn ở trong biển làm cái gì vậy bọn chu thiên cương lích nhau cười hăng hắc nói eh, đương nhiên là là, là ngắm phong cảnh diệp lão đệ có hứng thú hay không sao ngắm phong cảnh ư diệp phúc trong nội tâm nghi hoặc đang định hỏi kỹ lại nghe ngưu đức cười nói lại có người đến kìa Mọi người mau mau trốn đi Ngắm phong cảnh thôi Bốn đầu đại yêu vui mừng vô hạn Vội vàng chìm vào trong nước Diệp Phúc buồn bực không thôi Viên Phương thỏ ra móng vuốt khô gầy Bắt lấy hai chân của hắn Một tay hắn kéo vào trong nước cười nói Diệp lão đệ Người lá gan quá lớn Muốn xem phong cảnh Tốt nhất vẫn là trốn ở dưới nước đi Miễn cho lúc phong cảnh đến Gặp người đứng ở trên mặt biển Người ta lại không đến Diệp Phúc trong nội tâm càng thêm buồn bực cái phong cảnh này còn có thể bốn phía chạy quanh hay sao? Đến rồi, đến rồi kia, đến rồi. Hồ Phương Tẩu kích động vạn phần nói. Chu Thiên Cương thấp giọng quát nói. Chớ cô lên tiếng, đừng có dọa cho phong cảnh chạy mất chứ. Bốn đầu đại yêu ngẩng đầu nhìn lên. Nguyên một đám trận tròn con mắt. Diệp Phúc cũng ngẩng đầu nhìn lên. Đã thấy mười mấy nữ tử bay qua mặt biển. Làn váy giống như tuyết trắng, hoa sen tách ra. Trang diện quả thật là rất đẹp. Ồ, cặp đùi thật đúng là trắng non, như phấn tuyết vậy nghiêu đức nước miếng chảy xuống lẩn vào trong nước biển cảm khái vận phần mà nói hồ phương tàu gật đầu tỏ vẻ đồng ý ừ phong trang trong quần đúng là tốt vô hạn ê <laughs> <laughs> nó tử nhìn thấy một loại quần lót cực kỳ bó chặt kìa phúc xẹt chu thiên cương đột nhiên lo mũi phun ra hai đạo huyết lưu ha ha nói hoàn hỷ cùng nữ đệ tử quả nhiên đủ hào phóng lại có người không có mặc quần lót kìa đâu đâu ở nơi nào cái quần lợn đáng chết này nói mau ở nơi nào Viên Phương hai tay nhéo chân cổ của Chu Thiên Cương Qua lại lắc lư Ta cũng nhìn thấy Còn mẹ nó chứ Nghiêu Đức một quang ngốc trệ Gắt cao nhìn thẳng một vị hoan hỉ cung nữ đệ tử Bốn đầu đại yêu cách nước biển Cùng một chỗ nhìn lên thiên không Đồng thời đại phun máu mũi Chàng diện sắt vi đồ sộ Đem nước biển ở phụ cận đều nhuộm đỏ Hoan hỉ cung rất nhiều nữ đệ tử đi qua Diệp Phúc nghi ngờ nói Bốn vị hiền huynh Tiểu đệ như thế nào cũng không có nhìn thấy gì cả Chỉ thấy tối như mực một mảnh thôi bốn đầu đại yêu lứt nhau Nghiêu đức tế mi lộng nhãn cười hăng hắc nói Diệp lão đệ còn non nớt Loại chuyện này ngươi còn không hiểu Chở ngươi lớn hơn vài tuổi nữa sẽ hiểu được thôi Ba tên bại hoại khác nhất tề cười nói Ê kỳ thật Diệp lão đệ tuổi tác như vậy là đủ rồi Đợi tí nữa đến La Phủ Đảo Tứ quân tử La phù Đảo chúng ta liền dẫn ngươi đi khoái hoạt lâm Khoái hoạt một phen Đám tiểu yêu tinh của khoái hoạt lâm Thanh âm nhu mềm Dịch thể chăn đầy <laughs> Nghiêu Đức lắc đầu nói không được Đám tiểu y tinh ở khoái hoạt lâm đều là Bóc luật thậm tệ Sở trường thái dương bổ âm Diệp lão đệ đi khoái hoạt lần đầu Ít nhất 3 ngày không thể dây dương được Muốn nói xong tu Tốt nhất vẫn là để cho đệ tử La sát môn đại bổ đi Bọn Vân Phương Chu Thiên Cương đều gật gật tràn đầy đồng cảm nói Xá nữ giao trưng đại pháp của la sát môn Chính là nhất tuyệt Sau khi xong tu Tu vi đôi bên đều có tiến nhanh Còn hơn hẳn nửa năm của tu kìa Hề, hey, Đáng tiếc tứ quân tử la phù đào chúng ta tướng mạo đường đường làm người phúc hậu những nữ đệ tử la sát môn rõ ràng là trước mắt chúng ta mà hồ phương tẩu lắc lắc đầu thở dài nói những nữ đệ tử này ánh mắt rất có vấn đề nghĩ tới lão hồ ta phong lưu phóng khoáng tuấn tú lịch sự cư nhiên không được mời trở thành nam nhân sau so màn của la sát môn kìa ba người khác cũng thở dài liên tục diệp phúc đột nhiên nghĩ tới một chuyện cười nói khi tiểu đệ ở bách khoa cung làm khách có vị nữ đệ tử La Sát Môn đã từng mời ta đi La Sắt Môn làm khách kìa Sao? Sau đó thì sao? Bốn đầu đại yêu, tám đôi mắt tỏa ánh sáng Vội vàng hỏi Diệp Phúc có chút ngại ngùng Hắn nói À, tiểu đệ việc vặt rất nhiều Không có dối để đi Việc này liền chỉ hoãn lại Rồi á, à, cơ hội tốt như vậy Ngươi đều bỏ lỡ rồi Ngươi, ngươi thật sự là một tên cẩm thú mà Chu Thiên Cương dậm chân thở dài nói Một bộ dạng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bọn ngưu đức cũng dậm chân không ngừng giận hắn không biết đấu tranh quát lớn cẩm thú cũng không bằng kia đến la phù đảo ngàn vạn lần đừng có nói tứ quân tử la phù đảo bọn ta quen người đấy miễn mất mặt bọn ta lúc bấy giờ diệp phúc lại cùng bọn ngưu đức ngắm phong cảnh thêm mấy lần nữa bốn đầu đại yêu lúc này mới cảm thấy mỹ mãn cùng diệp phúc cùng một chỗ lao ra mặt nước cười nói hàng năm vào thời điểm này đều là lúc la phủ tứ quân tử bọn ta đi ngắm phong cảnh diệp lão đại à nếu như ngươi cũng gia nhập vào Sau này chúng ta chính là La Phù Ngũ quân tử rồi Sao? Ngũ quân tử Diệp Húc chát chát nhãn tình Tuy bốn người bọn Ngưu Đức Cũng không có làm ra cái chuyện xấu xa gì cả Nhưng nhìn hành vi của bốn người này Có có thế nào cũng không thể liên hệ được Với hai chữ quân tử Đoàn người hướng La Phù Đảo bay đi Sau một lúc lâu Ngưu Đức cười nói Diệp Lão Đệ phía trước chính là La Phù Đảo Diệp Húc nhìn về phía trước Không khỏi bị hấp dẫn Chỉ cách mấy trăm dặm về phía trước trong uông dương đứng vững một tòa tượng đồng khổng lồ chỗ lộ ra mặt nước vẫn còn cao đến mấy ngàn thước làm cho người ta có một loại rung động tận tâm can tòa tượng đồng không biết là do khoáng vật cấp bậc nào chế tạo đứng sừng sững ở trong nước biển qua không biết bao nhiêu năm lại không có bị nước biển ăn mòn vẫn còn ngăn nắp như mới tượng đồng điêu khắc nam tử tướng mạo trang nghiêm rất có khí thế phảng phất như hoàng giả cao cao tại thượng ánh mắt của hắn thâm thúy tự hồ có thể nhìn thấu không gian nặng nề nhìn thẳng bản chất của vạn vật trên thế gian này. Trên hai tay tượng đồng đều tự nâng lên một hòn đảo, hai tòa đảo nhỏ này có hơn 10 vạn dặm phương viên. Trên đảo tràn ngập linh khí cùng yêu khí như có như không, hữu sơn hữu thủy, có hoa cỏ cây cối, thậm chí còn có cả thành thị tọa lạc ở trên tay của hắn. Hai tòa đảo này chính là đại danh đỉnh đỉnh La Phù đảo, lãnh địa của vạn pháp yêu vương. Trên mặt biển phía dưới tượng đồng khổng lồ còn nổi nó lửng hơn 10 ngôi đảo tự, sơn minh thủy tú hình thành một quần thể đảo liên hoàn cự đại trên biển đem tượng đồng vây quanh ở trong đó tòa tượng đồng nghe nói là một vị hoàng đế thời thượng cổ điêu khắc ra còn cụ thể là tượng đồng của vị đại đế nào điêu khắc thì cũng không rõ ràng hồ phương tẩu giờ lên trầm lông trắng trên đỉnh đầu mình cười nói hề hey, thương hải tăng điên trước đây nơi này nguyên là một phiến đại lục về sau đại lục trầm hàng biến thành đông hải yêu vương phát hiện tòa tượng đồng vốn cố gắng đem nó luyện hóa chế tạo thành một kiện vu bảo kết quả lại không thể thành công đành phải đem hai tòa đào nhỏ đặt lên trên tay của tượng đồng mệnh danh là la Phù đảo trong hơn 10 đảo nhỏ san sát ở phía dưới có động phủ của huynh đại chúng ta kìa diệp phúc không khỏi hoảng sợ vạn pháp yêu vương danh Trấn đông hải lại có thể đem hai tòa đào nhỏ nhỏ tận gốc đem đến trên tay của tượng đồng có thể thấy được tu vi của hắn cực cao không nghĩ tới vị yêu vương này cũng không thể đem tòa tượng đồng luyện hóa không biết tượng đồng này là vị tượng cổ đại đế nào điêu khắc Yêu vương lúc trước vì luyện hóa tòa tượng đồng này Đã ăn không ít đau khổ kìa Chu Thiên Cương không tim không phổi cười nói Lão nhân ra ông ta chứng kiến chất liệu tượng đồng Cho là bảo vật Không nghĩ tới tòa đựng tượng đồng căn bản Dầu muối không vào Dùng tu vi của hắn cũng mơ tưởng Mà đem tượng đồng luyện hóa Diệp Phúc cẩn thận dò xét tòa tượng đồng Chỉ cảm thấy cử chỉ động tác của thượng cổ đại đế này phảng phất ẩn chứa thần vận nào đấy Còn chưa hiểu được Hồn nhiên thiên thành Mang theo khôn cùng khí phách Bê nghệ hết thảy bất luận cái gì đều để ở trong mắt rồi lại bất luận cái gì cũng đều không để ở trong mắt đây chính là hoàng đạo hoàng giả chi đạo thiên hạ hết thảy đều về ta tất cả cho nên bất luận cái gì đều ở trong mắt của ta thiên hạ hàng tỷ chúng sinh đều bái nằm ở dưới chân của ta cho nên bất luận cái gì cũng đều không để ở trong mắt của ta nếu như phỏng đoán tượng đồng này ngược lại có thể quan tưởng ra không ít loại vô pháp báo đạo tuyệt luân ra tay chính là kinh thiên động địa diệp Phúc nhìn bức tượng điêu khắc ông dung nói Bọn Ngưu Đức lướt nhau cười nói Diệp Lão Đệ Người cũng cho là như vậy sao Rất nhiều đồng đạo La Phù Đảo chúng ta đều có cái ý nghĩ như này Ê, Bất quá muốn khai sáng ra một môn vô pháp Nói dễ như vậy sao Đại bộ phận người quan tưởng thật lâu Thủy chung không có thu hoạch gì Bởi vậy không giải quyết được gì cả Viên Phương cười nói La Phù Đảo ta không ngừng mời người từ bên ngoài tới đây Bởi vậy cũng có không thiếu vô sĩ đã chạy tới Cố gắng từ trong tượng đồng lấy ngộ ra vô pháp cũng có không thiếu gia hóa to gan lớn mật tính toán đem tượng đồng luyện hóa bất quá cho đến nay vẫn chưa có người nào thành công qua cả hai mươi năm trước tử vân cung vu sĩ tới gây hấn bịa chuyện vu khống buộc yêu vương phải giao ra tượng đồng lại nhằm đúng, đúng lúc yêu vương đang phiền muộn thế là hắn ra tay ác độc giết mấy trăm người đem tử vân cung xúc thành bình địa lúc này miên tính trở lại mấy người này vừa nói vừa đi bay về phía một hòn đảo nghiêu đức sắc mặt trịnh trọng nói diệp lão đệ Ngũ Am lão nhân tuy tu vi không được tốt cho lắm, nhưng thanh danh của hắn rất tốt kìa, đã từng hóa giải ân oán của không ít người đâu. Đổ lại rất nhiều người có ân. Lần này trong La phù đáo, chỉ sợ sẽ có không ít người muốn cùng ngươi gây khó dễ rồi. Diệp Húc khẽ nhíu mày, hắn cũng không ngờ rằng Ngũ Am lão nhân cư nhiên lại có danh vọng lớn như thế, bất quá lão xúc sinh thiên vị này, đánh chết thì đánh chết. Viên Phương cười hăng hắc nói: "Ngũ đệ đừng sợ, cùng ngươi đối nghịch chính là cùng La phù ngũ quân tử chúng ta đối nghịch kìa." hắn nghiễm nhiên xem diệp phúc như một thành viên trong tiểu đoàn thể của chính mình mở miệng trực tiếp xưng diệp phúc là ngũ đệ chu thiên cương cười ha ha cười nói chúng ta là la phủ ngũ quân tử tự nhiên là đồng khí liên tri cùng chung mối thù rồi à bất quá ngũ an dù sao có một người có danh đầu hiền lành trong đám người còn được hắn cứu có rất nhiều cao thủ hồ phương tẩu tương đối ổn trọng nói trong đó không thiếu tam đan cảnh cường giả đâu Ngũ quân tử chúng ta cùng tiến lên Cũng chưa hẳn là đối thủ của người ta đâu Diệp Phúc mỉm cười nói Hảo ý của chư vị Thiếu bảo tâm lĩnh bất quá ta gây hóa Đương nhiên vẫn là một mình ta gánh chịu rồi Cái này làm sao có thể được chứ Bốn người vội vàng phản đối Nghiêu Đức cười nói Ngũ quân tử chúng ta có phúc cùng hướng Có nạn cùng chịu Cùng một chỗ dùng con mắt chơi gái Cùng một chỗ đánh nhau Mau nhìn, mau nhìn các tiểu nương tử của Lạc Gia Sơn đến rồi kìa là phủ ngũ quân tử mau dùng con mắt chơi gái nhìn các nàng đi diệp phúc vội vàng nhìn lại chỉ thấy sáu bảy vị bạch y thiếu nữ thừa chu mà đến khác với nữ hài tử bách khoa cung khởi dại rực rỡ thiếu nữ lạc già sơn có vẻ thành thục ổn trọng hơn rất nhiều quanh thân tản mát ra một cỗ khí tức thánh khiết làm cho người ta gặp được thì không hề có không khiết chi tâm ngược lại là có ý rất muốn thân cận diệp phúc chú ý tới có vài tên nữ tử trên đỉnh đầu nở lên lửng một tòa bảo tháp rủ xuống nguyên khí bảo vệ quanh thân lạc giả sơn chính là một phái chính đạo khó trách bách khoa cung chú đối với lạc giả sơn cảm thấy rất khó chịu như vậy diệp phúc thầm nghĩ nghiêu đức chừng con mắt châu lên ba người khác cũng chừng cặp mắt lớn như hạt châu hung hăng nhìn trầm trầm vào các thiếu nữ lạc giả sơn tại khuôn mặt bộ ngực cùng trên mông đít ngắm tới ngắm lui lạc giả sơn tu luyện chính là chính đạo tâm pháp có vẻ thánh khiết không được phép xâm phạm nhưng bọn nghiêu đức hiển nhiên không phải người bình thường Tuy nhiên cứ thế mà từ trong thánh khiết tìm ra khoái cảm Làm cho người không thể không bội phục Bốn tên lưu manh <laughs> Các thiếu nữ lạc giả sơn Sắc mặt tao hồng Phun mắng một câu Vội vàng thúc giục bảo thuyền Phi tốc chạy tới một hòn đảo ở phía dưới Bốn tên bệ hoại cười ha ha Ngưu đức dương dương đắc ý Nặng nề vỗ vỗ đầu vai của Diệp Phúc Cao giọng mà nói Lạc Già sơn mội tử Hôm nay chúng ta đã không phải là la phù đảo tứ quân tử nữa rồi Vị này Diệp Phúc Diệp Thiếu Báo Chính là vị quân tử thứ năm của la phù đảo ta giọng của hắn thật lớn diệp phúc cũng không nhịn được mặt mày đỏ bừng hết cả lên đợi đi vào la phù đảo năm người đáp xuống trên đường phố diệp phúc mọi nơi nhìn quét chỉ thấy hai bên nhai đạo có tất cả cửa hàng lớn nhỏ vũ sĩ đang hối hả người đến người đi đều tự chọn lựa những cái gì mình nhìn trúng. nơi này là hải thị của la phù đảo buôn bán so với thanh châu càng thêm phồn vinh liễu châu tự nhiên là càng theo không kịp tại liễu châu vũ sĩ cũng chỉ giải giáp của mấy người mà trong này cơ hồ nhìn không có bao nhiêu vũ sĩ tam nguyên cảnh đại đa số tu vi vũ sĩ đều đạt tới tam thực cảnh trong cửa hàng muốn bán cũng không phải hàng hóa bình thường cấp thấp nhất cũng là vô binh vu bảo cũng không ít thậm chí có các loại tài liệu chân quý dược thảo hiếm thấy các loại vu pháp tâm pháp trận pháp thứ gì cũng có hắn thậm chí nhìn thấy bằng hiệu của tụ bảo trai bách khoa cung cũng ở chỗ này có được một chỗ sản nghiệp bách khoa cung chủ bán cho diệp phúc mảnh tinh nguyên từ tinh thạch là bảo vật đào ra được từ hải thành thị có thể thấy được phồn vinh của nơi đây không phải địa phương khác có khả năng bằng được chu thiên cương cười nói hàng năm la phù đảo đại hội đều là một hồi trọng đái vũ sĩ đến từ ngũ hồ tứ hải ở trong này giao dịch Đổ lấy bảo vật mà chính mình cần diệp lão đệ nếu có cần cái gì không ngại ở trong này đi lại tham quan nhiều một chút đi diệp phúc gật đầu cười nói tiểu đệ chính là có ý đấy ta muốn luyện chế một kiện trận đồ cần có rất nhiều tài liệu nói không chừng có thể ở trong này tìm được một ít kìa tinh đấu vi trần trận đồ cùng chu thiên tinh đấu luyện kỹ thuật là nguyên bộ vu bảo nếu như có thể luyện chế thành công hắn liền tương đương với tùy thân mang theo một tòa động phủ vĩnh viễn không cần phải lo lắng linh khí khô kiệt có thể tùy thời tùy chỗ mà tu luyện bọn người Ngưu đức liếc nhau bọn họ cũng biết luyện chế trận đồ cần phải tài liệu cực kỳ kinh người nhất thời căn bản không cách nào toàn bộ tìm được lúc này mới cười nói diệp lão đệ nếu như người có bảo vật trước tiên có thể đến cửa hàng giao bán lấy vật đổi vật rất nhanh sẽ có người lấy tài liệu mà người cần dùng đổi lấy bảo vật của ngươi. Hồ Phương Tẩu cười nói, hey, không cần phức tạp như vậy đâu. chỗ ta có một cửa hàng còn đang khai trương. Diệp Lão đệ chỉ cần đem đồ đạc của ngươi đặt ở trong tiệm của ta thôi. chúng ta tiếp tục bốn phía đi dạo là được. Diệp Phúc mừng rỡ. nếu để cho hắn đi bốn phía tìm kiếm, không biết là phải phí mất bao nhiêu thời gian. vội vàng hướng hắn mà nói lời cảm tạ. Hồ Phương Tẩu cười nói, chúng ta là La Phủ ngũ quân tử, đồng chí liên chi cùng một chỗ xem con gái, không cần khách khí như vậy đâu. Diệp Phúc trong nội tâm cười khổ Xem ra cái danh đầu ngũ quân tử này Ta là trốn không thoát rồi Năm người đi đến cửa hàng của Hồ Phương Tàu trước Thẳng đi vào Chỉ thấy vài thiếu nữ vẻ mặt hồ mị Đang chào hỏi khách khứa Lỗ tai lông xù có chút nhún rất là thú vị Diệp lão đệ Đem đồ người muốn bán lên đấy Giao cho các nàng quản lý là được rồi Hồ Phương Tàu cười nói Diệp Phúc lúc này tế lên Ngọc Lâu Đem vu minh chính mình sưu tầm từng kiện từng kiện mà lấy ra bọn Ngưu Đức vốn đang lơ đánh đợi đến khi thấy Vu Binh Diệp Húc lấy ra càng ngày càng nhiều, sắc mặt cũng dần dần kinh ngạc. Ngắn ngủi một lát, Diệp Húc liền lấy ra hơn 30 kiện Vu Binh, trong đó thậm chí có Vu Binh đầy đủ. Vu Binh đầy đủ uy lực cực kỳ cường đại, cơ hồ không kém hơn Vu Bảo. Trong những Vu Binh mà Diệp Húc lấy ra, khoảng chừng có hơn 3 bộ. Diệp Diệp Diệp, Diệp lão đệ, người đã cướp sạch môn phái nhỏ nào đó rồi sao? Con mắt của Ngưu Đức lập tức trợn tròn chỉ thấy diệp phúc vẫn còn đang tiếp tục lấy thêm vu binh ra trong khoảng thời gian ngắn đã lấy ra trên dưới 100 kiện xếp cao thành một ngọn núi nhỏ còn đang không ngừng lôi thêm ra không khỏi thất thanh mà nói à có mấy người muốn giết ta ngược lại bị ta giết chỗ này đều là chiến lợi phẩm của tiểu đệ cả còn có một số là bảo vật tiểu đệ lấy được từ trong vô hồn giới mấy người liền mắt trận trắng vẻ mặt là không tin tài sản trên người diệp phúc còn nhiều hơn gấp mấy lần so với của bốn người bọn họ cộng lại quả thực chính là một tòa bảo khố di động nếu như tiểu dập tử bị người giết chết Ngọc Lâu không đại báo Thì không biết con số phải đổ sộ cỡ nào đây Giờ phút này Diệp Phúc đã xuất ra hơn 300 kiện vu binh Trong những vu binh này Có không ít vu bảo bán thành phẩm Giá trị to lớn không cách nào tưởng tượng Thậm chí hai kiện vu binh như vậy liền có thể đổi một kiện vu bảo bình thường Chính là chỗ này thôi Tiểu đệ còn phải muốn lưu lại một ít Để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào Diệp Phúc thu hồi Ngọc Lâu Hắn cười nói Bọn người nghiêu đức cơ hồ là tổ huyết vẫn còn sao Diệp lão đệ Người đến thuật cùng là giết bao nhiêu người Mới cướp được nhiều vũ binh như vậy vậy Có khi nào có người thấy nhiều vũ binh như vậy Lên này ý cướp bóc tiệm của ta không Hồ Phương Tẩu có chút lo lắng nói Kính thưa quý vị khán giả thân mến Tập 30 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ Xin chào và hẹn gặp lại